Mình mến chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Mừng Gò Công của mình nha. Hôm nay thì mình cắt cải nhà mình cô chú anh chị. Sẵn đây mình quay lại chia sẻ cho cô chú anh chị các bạn cùng xem. Thì cái đám cải này của mình bán giá được 2.000 một ký nha cô chú anh chị. Hôm nay thứ bảy lái chỉ lấy có 5 cây thôi, rồi ngày mai mới cắt hết. Thì cái đám cải này chiến vừa rồi mình cắt được 2 tháng 6. Chiến này thì thấy nó cũng cây to ngon hơn chiến rồi rất nhiều của anh chị. Không biết chiến này nó có được 2 tháng 6 nữa hay không, hay là nó có hơn hay của anh chị. Kệ nó thì giá nhiều giá miễn có cắt là được rồi. Hôm nay thì rất là nhiều chỗ cắt cải nên công không có của anh chị. Hôm nay chỉ có 8 người cắt thôi. Cải mình nay cây cũng bự rồi nè. Nay tháng nè, tháng một ngày. Cô chú anh chị thấy cái này chà bá luôn ha. Chiến rồi thì nó cà lùng không à. Chiến này cây là cây né nó to cô chú anh chị. Cây nào cây né bự không. Thì cái cải này mình xạ cái giống cải mua vàng một cây nha cô chú anh chị. Thì trong khi bà con cắt chưa có cải gánh thì mình quay chia sẻ cho cô chú chị và xem giải trí. Thì hôm nay người ta cũng cài quá cài luôn quý chị, tại vì giá có 2.000 mấy nha, cả không có lại đất nhiều người ta cài bỏ đâu, còn mình chỉ ít nên mình cắt cũng như là dọn gọ của quý chị. Hôm nay chỉ có 8 người thôi. Bình thường mấy chục người, hôm nay chỉ có 8 người. Cải thì chiều nay chắc là không cần kêu chiều chứ bà cũng thường nói nghe nói chắc là nó cũng phải con nhiều giờ nó để hết rồi mà cây về chắc bỏ thời gian sống mà cải xong chiều chưa bốn rồi chưa ra làm mà đội chuyện nó để cho làm nghe cắt đi đừng nghe trời ơi dài chuyện nữa đừng phải vô rồi nè chuyện hồi nãy giờ không có thấy nên là tưởng là cũng chuyện rồi hỏi chứ có số luôn hả. Đây là ông bãi u u sáu mấy thì con cắt cải, còn đây là ông cụ này 80 80 đòn đấy. Bây giờ ông cậu mình nha cô chú chị, ông cậu mình vô cắt phụ cải mình. Ông nói ngày mai là chia. Năm cây này thì chắc cắt chừng 5 bờ cái gì của chú chị. Ở đó. Này cắt rồi ngày mai phun lúa luôn. Mới sáng mày quá mày, mới 9 giờ mà mày quá mày của chú chị. Nhiều khi bữa nay chỗ nào xong ta cho xong bớt rồi còn mình mới cắt ít từ ngày mai để lại mai cắt. Nhiều khi vậy á. Cây nào cũng to to không? Nãy giờ ta làm bữa tiêu hầu cô mà bữa nãy giờ thứ hai cái cũng gì mà nó xin á. Trên cái mình đừng có cài là được ha. Có chứ. Mình chỉ đẹp vô đây hả? Cũng dạ, có cắt là được. Cài là thấy nó si á. Rồi cắt cũng như dọn gò vậy mà. Mấy chúng bả là đủ rồi. Nó hơi đi vô phụ nó đi chị. Nó không có công nữa bả đi.
Ừ, mai gì tổng. Đã đi kêu công ở đâu cũng là nói là hứa cô năm không à. Tiền không chứ bộ. Chết. Bộ bự bự rồi nè. Ở dưới nó bự hơn ở đây, tại đây nó chín bệnh cũng ngon nữa ha. Hai mà đám rồi hơi gì cái ớn. Bánh này ngon. Ừ, mà ngon đồ nhìn còn đồ rồi gì mà chút rồi nó vàng nó dập. Cái này của ổng nó tỉa rãng 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 ngon lắm. Thì rãng với đất trồng hành nó còn phân quá nhiều, nó tốt. Con trồng tới 3 cây rồi. Con trời ơi, đã con kêu chín vô các cải đi. Chiều nay con mua nữa con cám trời. Còn hồi nãy năm thôi điện tôi tưởng là điện thứ ba phải không? Không có hả? Vậy điện ai đó? Nếu hỏi tôi chứ có ở đây có số không thu không? Hỏi thử cho mấy cây. Ê lát nữa. Lát nữa gánh ít ít thôi trọng. Gánh ít ít thôi đi cho nó lẹ. Trước cái lưng anh bữa nay si rồi. Lát nữa chắc cũng gánh phụ mà không biết được nhiêu. Tưởng đâu điện thứ ba chứ thì nói chuyện là kêu ngày mai vô phụ mua mà 88 tôi tưởng là bà đánh đá chứ tôi nói mai 99 bà cắt về 98 rồi có phụ có đám kia cả mà mới đám nào có mua một kêu phụ trong cô tám này nè bà tám lên đây là cũng không chứ ba phụ đi đây đây ba nào bà này á bà tám nó ở dưới đó, đâu không được 10 người nữa mà sao một con cỏ rau dền nè nhổ sạch hết để nó lên quá lên mai chia cho con người đó nha bà ba hai dặn đi vô đây hết luôn ngày mai cá hết thì công vô tới thì mai cả nhiều mà thì cái mai 15 16 người được mai làm sao dứt hết bữa hết đã dọn rồi cái đầu này nó hơi xấu hơn đầu dưới á tại bờ hổm cái cây ti bơm nó bị hư thì nó khè thuốc không mà nó nóng cháy gì đâu ai sao nữa mà anh phá nữa người là 7 người. Đâu vô đây hả? Mở 6 mà. Công thanh hai. Công ai? Công thanh về này. Rồi vô. Là uế vô đây ta bằng ca ta đi vô đây. Hơn lại có được 7-8 người vô nữa. Cầu cứu mới có công chứ không ai bữa nay si luôn. Mùa mưa này nói chung là mùa mưa này có công khỏe còn không có mệt. Ô đội trưởng chị ba quá trời chè đâu chè đâu chè gì? Môn đường hả? Đâu đâu chè gì vậy? Thôi ăn đi sẵn nõn vậy. Cô có dắt lấy vô không? Mẹ đây con có cái gì không?
Hết dao rồi. Bố đi, bố đem theo ba cái dao với ba cái lềm à. Còn ở trong đó cái lềm ở trong nồng á, ở dưới đất nồng á. Rồi thì bây giờ có cải là bây giờ mình gánh cô chú chị, mình cũng tạm thời kết thúc video tại đây nha. Thì hẹn gặp lại cô chú chị các bạn vào video tiếp theo của mình. Cô chú chị các bạn thấy video mình hay, hãy cho mình một like cũng như một lượt đăng ký cũng như là chia sẻ cho nhiều người xem ha.